lót chia thờ cai lợi rụt dân tại bên ní. Ý nó thà còi xong bùm nốt khai khla, xong bấy bạc mùi đồ lá cọc miền, khả nát thôn chùm bếc. Bà mán chiêng đọc mượn đồ lá. Chắc rao bì đà ra chùm riêng Ý nô. Tráo bàn kê đằng thà, miến mô cổ bọc nông đầy chì tràn, đài cần lòng mốt. Miến đô chia lợi rụt dân, đầy lô chì đàm, bằng tác thamay thamay nê đà ra chùm riêng rụp ní. Bán phô ai mà hà chốn miên kẹp nhập ảo chìa khlàng. Đòi lốt bàn bọc cát, đòi mình lệ liềm thà, cầm bốn. Hoàn có chìa mùi bầm nol, bà mán chìa chiêng đập mờn đồ la. Đòi miên tên công chay online phòng đài. Kráng phi xong tô đòi nệ miên cùng tàng phí y nô. Bán lực làng thà, bê lý. Lúc ông bị khuôn hời. Mà hà chốn mình tạch tê, bán xâm đoàn ca nhập áo prostor mình cua chưa thà. Mà chạp bót, mong bài nực ồn, rụp nít lạ khuôn, nước nông bầm nốt dàng chán đọt nát. Ông bạc bị khuôn, hái xong chùm nụi bạp nì. Bà tác ca riệp rộp dàng với nơi khnông bằng đàn sân cùm, đà ra chìm riêng. Miệt thông cỏ ai nhu rụp nì, bán bạp thà, khai khlác. Cái xong bầm nol kê ruột xong bấy tay bạc mùi đô la chuộp khuôn, có lốt mình miền tài. Cái bì ca xong bè xong tô, đó nè miền cốn đà ra chìm riêng y nô. Có bán xong chùm nuôi bì sập bà rò chùn, bộ phê lý, lốt không ốc bì xa mặt tập hiệp hời. Đà ra chùm riêng bà chăm phà lật tạc cam sàn đề rụp ní, bàn riệp rốt đòi chốt cơ nệ này, ABA thà. Chùm riệp xuống bục mai bọn bà ôn, khá nhóm chụp lệ hời, khá nhóm từ mục lệ nhu rùi chời. Xóa tay phép là bày là bán đài bục mai bọn bồn, còn trớ bắt đo lòi chết đập bầm bày chân nằm một nỉ tì. Khi nhóm ốc bị khuôn hơi, khi nhóm chụp lộ hơi, khi nhóm lên khai khma kê hơi. Bên miền bán khi nhóm mình đài, uột án ấy tì. Khi nhóm tay ta chùi kê, tài hạt ấy ấy lâu khi nhóm miền càm bìa bạp nỉ. Xong cổ rộp xóm mà cha bầm nol. Đại lực nhóm ban chùm bẹ, xa rộp châu lực nế, đập mờn đồ la chiền. Xóm kịch tại đàm khá nhóm ban hai, khá nhóm mình ban kịch vết tàu nà tê. Khá nhóm nêu tài miên tùm nùl khó tráu nâng cô nà thoa. Hai xóm bê bản tịch, chỉ rí ai thang ngay tì đập rầm pì, khai bày ní. Bày mờn đồ la, cá. Bị bốn buôn rồi đờ là, khá nhóm rộp ọt toàn tê, tá khá nhóm trâu thở đổi mà đạch. Lột bốc tì hiền. Bị cá cho nị vọt cầm bùng chư chùm ngứa bà chàm cài, nẹ mà đáy cụ bằng riêng cho nị vọt chà chà ọ hời. Tết bộ quạt có trâu chọp thân nìa kìa bằng kê dựt rò hột. Ôi khá nhóm trâu thử bạp nà, viết chia cầm hô rộ bọc khá nhóm, rồi dạp bếp bần màn chân nằm. Bần tốt bì xài thôn cà nghĩa. Rọc xì khlăng, chát tăng bì COVID rồi hốt mực đòl xe tật cách. Thế lạ mực ní, đôi mình mến. Giọt tư linh là bài nhạy tì, khá nhóm hiền xa bót, khá nhóm bàn lẹ bằng rồi hốt. Phơ ai lục bục nẹ mà đài thẻ khuôn chư, đòi xa tài con chua bầm nol kê tràn. Lẹ bằng kế prăng sạch prăng triêng, lờ chát, prăng chuột prăng chìa, prăng lộ đố. Ai kế đàm bày song bầm nol. Rồi thái thẻ khuôn, mực nâu tẻ chuồl, rực concert ban mùi số. Bị phép là bày lập bàn khuôn, đáy phục mại bọn phá ốt bàn phá đỏ lòi. Bán mộc tốp tay bầm nol. Bọn kế bà chạm thang ngày, bèl khlác. Kênh ọt bài tiết cỏ miền.
អស់អ្នករាប់រកក្បែរខ្លួនធ្វើឲ្យហ៊ានជ្រុលខ្លួនហ៊ានទៅខ្ចីកម្ចីលុយរាប់លុយឆោឬលុយខែដែលមានការថ្លៃថ្លៃមកទប់បំណុលការរកស៊ីដែលបានខ្សែធន់នឹងទប់បំណុលគេសង្កេមិនទាន់ខ្លាចគេផុសរូប ខ្លាចខ្មាស់គេខ្លាចគេខឹងខ្លាចគេប្តឹងហ៊ានប្រថុយខ្លួនទៅកម្ចីអនឡាញចិនថែមទៀតដឹងហើយឮហើយថាមិនល្អតែគេឆាតតេទៀងអារម្មណ៍ខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្វះអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ហ៊ានទៅខ្ចីកម្ចីអនឡាញចិនដែលមានការច្រើនជាងពាក់កណ្ដាល ទៅតបបំណុលពីម្ចាស់បំណុលមួយទៅម្ចាស់បំណុលមួយរហូតកើតជាកូនតគ្នាតែខ្ញុំមិនបានខឹងម្ចាស់បំណុលទាំងអស់នោះទេអរគុណដែលគេឲ្យខ្ញុំខ្ចីដោយសារគេមានទំនុកចិត្តពីភាពល្បីល្បាញខ្លួនឯងតែដោយសារគេមិនដឹងថាខ្ញុំកំពុងពិបាកខ្លាំងដើម្បី យកសងគេតតគ្នាខ្ញុំផរៀបរាប់ទាំងទៀបភ្លឺនេះដោយសារខ្ញុំតបលែងជាប់ហើយពេលខ្លះសងគេរៀងរាល់ប្រចាំថ្ងៃអស់មួយថ្ងៃជិត 1,000 1,000 ជាងតែរយៈពេលចុងក្រោយនេះខ្ញុំអស់ពីខ្លួនអស់អ្វីៗទាំងអស់អស់សមត្ថភាពហើយពេលខ្លះសង្កេប្រចាំខែអស់អស់លុយរលីងសូម្បីតែ1ដុល្លារក៏គ្មានដែរពេលខ្លះបងផ្ទះជួលគេយឺតគេយកសោមកចាក់មិនឲ្យចូលពេលក្រៅក៏មាន អញ្ចឹងខ្ញុំសូមសំពះឲ្យម្ចាស់បំណុលដែលបានឃើញខ្ញុំផុសជួយអាណិតខ្ញុំឲ្យខ្ញុំសងតែដើមបានហើយហើយសូមពេលបន្តិចឈប់ជេរដៀលខ្ញុំគំរាមខ្ញុំទៀតទៅខ្ញុំប៉ັດជាភ័យខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមិនបានកិច្ចវេះទេខ្ញុំប្រឹងលក់កុំព្យូទ័រប្រឹងលក់ទូរស័ព្ទ ឲ្យគេប្រឹងទៅច្រៀងទម្លាក់ទាំងតម្លៃខ្លួនទៀតដើម្បីសងបងបងហើយសូមម្ចាស់ខនសឺតម្ចាស់ផលិតផលផ្សេងផ្សេងនិងពុកម៉ែបងប្អូនឃើញហើយកុំខឹងខ្ញុំខ្ញុំកុំស្អប់ខ្ញុំសូមនៅតែគាំទ្រនៅតែស្រឡាញ់ផ្ដល់ការងារឲ្យខ្ញុំធ្វើបន្តផង ខ្ញុំតបលែងជាប់ហើយថ្ងៃនេះបានខ្ញុំហ៊ានផុសដោយលែងខ្មាស់អៀនខ្ញុំអស់អ្វីៗពីខ្លួនហើយសារទៅភាពល្បីល្បាញដែលពុកម៉ែបងប្អូនបានផ្ដល់ឲ្យនោះទេខ្ញុំចង់រស់ឡើងវិញជួយខ្ញុំផងសំបីស្បែកជើងខោអាវគេឃើញខ្ញុំពាក់ដដែលដោយសារខ្ញុំគ្មានលុយក្នុងការទិញ យកមកឆ្នៃពាក់ដដែលសុំកុំជន់ពន្លិចខ្ញុំអីគ្មានអ្នកណាចង់ជំពាក់គេទេសុំទោសលោកពុកអ្នកម្ដាយដែលកូនប្រុសម្នាក់នេះធ្វើមិនបានល្អសុំទោសហ្វេនហ្វេននិងពុកម៉ែបងប្អូនដែលខ្ញុំលាក់បាំងនិងកំសាកយ៉ាងនេះខ្ញុំអស់ពីខ្លួនហើយ មិនដែលមានតែតារាចម្រៀងអីនោះទេចុងក្រោយនេះសិល្បៈការនីដែលធ្លាក់ខ្លួននៅក្នុងបំណុលសែនដុល្លារនោះមានដូចជាតារាសម្ដែងស៊ឿនវីតាតារាចម្រៀងសូដានីតានិងរតនៈពិសីជាដើមចា៎ហើយអត្តបទព័ត៌មាន ដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា